Các chính sẽ loan trong bản tin nhanh tối nay. Nhiều người Palestine thiệt mạng hơn khi lực lượng Israel tiếp tục chiến đấu ở bờ Tây. Các chuyên gia y tế tập hợp để giải quyết đợt bùng phát virus cúm gia cầm từ mở ngẫu. Thể thao, vận động viên bơi lội Tom Gallagher mang về huy chương vàng đầu tiên cho Úc tại Paralympic Paris 2024. Và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sắp thăm Mỹ từ ngày 7 đến 9 tháng 9. sau đây là bản tin chi tiết lực lượng Israel đã giết chết năm chiến binh Palestine được cho là đang ẩn nấu trong một nhà thờ hồi giáo ở Tulkarm như một phần trong những hoạt động quân sự lớn nhất ở bờ tây trong những tháng gần đây cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn với hàng trăm binh lính Israel được hỗ trợ bởi trực thăng, phi cơ không người lái và xe bọc thép tiến hành các cuộc đột kích vào Tulkarm, Jenin và một số khu vực của thung lũng Jordan trong quá trình diễn ra hoạt động đã xảy ra tình trạng mất mạng Internet hoàn toàn tại Chawan, một trong những nhà cung cấp viễn thông chính ở Gaza, và bờ Tây. Trong khi đó, quân đội Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas đã đồng ý tạm dừng giao tranh trong 3 ngày ở giải Gaza để có thể cung cấp khoảng 640.000 liều vaccine bại liệt cho trẻ em. Viên chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới Greg Peppercorn cho biết, chiến dịch tiêm chủng dự kiến sẽ bắt đầu vào Chủ nhật tuần này, ngày 1 tháng 9. Ông cho biết thỏa thuận tạm dừng sẽ diễn ra từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chuyển qua tin khác, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell đã đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với một số thành viên trong nội các của Thủ tướng Israel Netanyahu về cuộc chiến ở giải Gaza với lý do vi phạm nhân quyền. Ông không nêu tên các bộ trưởng, nhưng trước đó đã chỉ trích Bộ trưởng Tài chính Bezalel Mostrik về những phát biểu về việc người dân Gaza đang chết đói. Ông Borrell đã chủ trì một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU, kêu gọi họ thảo luận về các biện pháp trừng phạt, mặc dù khối này vẫn còn chia rẽ. Quay trở về Úc, cúng gia cầm sẽ thống trị các cuộc thảo luận tại Sydney ngày hôm nay khi Bộ trưởng Môi trường Penny Sharp tập hợp các chuyên gia để giải quyết các đợt bùng phát tiềm ẩn của loại virus này. Trong quá trình ước tính ngân sách của chính phủ tiểu bang, Bộ trưởng Sharp đã bày tỏ lo ngại rằng Loại virus này có thể đe dọa quần thể chim cánh cụt nhỏ bé của Sydney. Đàn chim cánh cụt nhỏ bé ở Manly có thể bị xóa sổ vì điều này. Ở Peru, 40% số bồ nông của họ đã chết vì bị cúm da cầm. Nghiên cứu của tổ chức Leukemia Foundation đã phát hiện ra rằng sự phân biệt đối xử trong điều trị ung thư là một vấn đề lớn ở Úc, đặc biệt đối với những người đến từ vùng ngoại ô, cộng đồng người thổ dân, người nhập cư và nhóm LGBTIQ+. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những nhóm này phải đối mặt với những rào cản lớn trong việc chẩn đoán ung thư kịp thời và nhận được phương pháp điều trị tối ưu. Để giải quyết vấn đề này, quỹ đã phát động chiến dịch FAGO nhắm mục đích nhằm mục đích xóa bỏ những bất bình đẳng này. Quốc vương Maori của New Zealand, King Tuhitia đã qua đời ở tuổi 69 sau ngay sau lễ kỷ niệm 18 năm lên ngôi. Phong trào King Tita đã thông báo về cái chết của ông trên nền tảng mạng xã hội của họ. Trong khi đó, các buổi cầu nguyện đã được tổ chức tại Sydney và Melbourne để tưởng nhớ một người tị nạn Tamil đã qua đời vào thứ Tư. Ông Mano Yogalingam đã sống hơn một thập niên với visa chờ Bridging Visa, một thực tế mà hội đồng người tị nạn Tamil tin rằng đã góp phần vào cái chết của ông. Ông đã tham gia một nhóm phản đối luật visa của Úc trong những ngày trước thảm kịch. Chuyển qua tin thể thao, Vận động viên bơi lội Tom Gallagher đã mang về cho Úc huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paris 2024. Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Gallagher khi anh giành chiến thắng ở nội dung bơi tự do 50m nam. Sự bứt phá của vận động viên 25 tuổi này ở chặng cuối đã đảm bảo anh giữ được phong độ trước một nhóm các vận động viên bao gồm cả đồng đội người Úc là Rowan Crothers, người đã giành huy chương đồng. Chuyến qua tin Việt Nam Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang sẽ đến Washington từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 sắp tới để gặp gỡ cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Giang sẽ đến thủ đô Mỹ để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Một cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và một quan chức Mỹ, cả hai đều không muốn nêu danh tính vì chuyến đi chưa được công bố chính thức. Khi gặp gỡ, hai ông Giang và Austin dự kiến sẽ thảo luận về một loạt các chủ đề liên quan đến quốc phòng bao gồm những chương trình về huấn luyện đào tạo và giải quyết các hậu quả từ thời chiến tranh việt nam có thông tin rằng bộ trưởng giang có thể sẽ ký một thỏa thuận mua thiết bị quân sự từ mỹ nhưng nguồn tin bên phía việt nam nói rằng các chi tiết của thỏa thuận vẫn đang được thảo luận